Tuy nhiên, đó cũng là một phần rủi ro về bảo mật cho thông tin cá nhân của chúng ta. Vì vậy, để mà an toàn thì chúng ta nên có một cái điện thoại phổ thông để chúng ta chuyên nghe gọi. Hiện tại thì cái điện thoại này giống như là một thỏi vàng vậy, bởi vì toàn bộ thân vỏ được bao bọc đúc bằng vàng nguyên khối, kể cả cái khay SIM điện thoại này cũng vậy. Vì vậy, Kỳ Lăng đã ra đời một phiên bản là khay SIM Nano. Nếu quý khách nào đang sử dụng những khay SIM thường thì liên hệ với Kỳ Lăng để nâng cấp thành khay SIM Nano cho tiện dụng theo xu hướng ngày nay nha. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury, kỳlanglxury.com. Và hôm nay, chủ đề review sản phẩm Kỳ Lăng xin được phép giới thiệu. Đây là chiếc điện thoại Virtu Signature S full vàng đến kim cương. Tất cả vỏ được bọc bằng vàng nguyên khối, vỏ được đúc bằng vàng nguyên khối và đến full kim cương thiên nhiên. Và như chúng ta đã biết, Virtu là một trong những thương hiệu, về ngành điện thoại đứng đầu. Và nó là một trong những dòng sản phẩm thuộc xa xỉ. Có nghĩa là tất cả những chi tiết cấu tạo nên chiếc điện thoại này, nó không phải là những thành phần, những chi tiết bình thường, mà tất cả những cấu tạo của nó từ những vật liệu toàn là xa xỉ, như là vàng nguyên khối, kim cương thiên nhiên, mặt kính bằng Sophia nguyên khối, kính phím Sophia, và những cái phần gốm thoại này là bằng ceramic, lưng đá cũng là ceramic. Và đó là bề ngoài. Còn bên trong, tất cả cấu tạo bên trong, từ lót phím, đệm phím, tất cả mọi cái, như là bên trong có dưới bàn phím sẽ có những viên ruby thiên nhiên. Và nó là một cái điện thoại mà cầm rất là sang. Hiện tại thì cái điện thoại này giống như là một thỏi vàng vậy, bởi vì toàn bộ thân vỏ được bao bọc đúc bằng vàng nguyên khối, kể cả cái khay SIM điện thoại này cũng vậy. Cái khay đựng SIM thôi cũng đã là cái nguyên miếng vàng. Và để biết được nó là trọng lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ cân thử nha. Cái khay SIM bằng vàng nguyên khối 18K AU750 và Kỳ Lăng sẽ cân là 7g. Và theo công thức tính toán thì Kỳ Lăng tính ra thì nó tầm khoảng cỡ tương đương một chỉ chính. Và để chính xác hơn, mình sẽ cân thử qua một cái cân cụ thể là trọng lượng bao nhiêu chỉ luôn nha. Đúng bi, một chỉ 905. Một chỉ chính tức là gần 2 chỉ. Rồi, bây giờ Kỳ Lăng sẽ khởi động chiếc điện thoại này cho quý khách xem. Sẵn tiện đây, Kỳ Lăng sẽ hướng dẫn quý khách thao tác. Muốn lấy SIM ra thì chúng ta cầm cái điện thoại chính diện chúng ta, đối diện như nè, đối diện như màn hình. Thì bên hông sẽ có một cái hình chữ nhật xéo xéo này. Và chúng ta sẽ, ở trên này nó sẽ có một cái khe rất là nhỏ luôn. Cái khe này rất nhỏ này để chúng ta đẩy vào, để vào và dỡ kéo ra. Khi chúng ta kéo ra cái lẫy này ra thì cái khay SIM này nó sẽ tự lòi lên. Và chúng ta chỉ việc kéo khay SIM này ra thôi. Thì trong cái khay SIM này là cái phiên bản SIM Nano. Thường thì quý khách đã có những chiếc Virtu hoặc là đang xài những chiếc Virtu mà các khay SIM thường á, và bây giờ là người ta dùng SIM Nano không à. Cho nên là khi mà những cái SIM chúng ta mới mua hoặc là làm lại SIM, chúng ta bỏ vô đó sẽ bắt buộc dùng cái full SIM nữa, cho nên là nó sẽ bất tiện và đôi khi nó bị dướng díu bung ra, nó bị kẹt trong cái này. Vì vậy, Kỳ Lăng đã ra đời một phiên bản là khay SIM Nano. Nếu quý khách nào đang sử dụng những cái khay SIM thường thì liên hệ với Kỳ Lăng để nâng cấp thành khay SIM Nano cho tiện dụng theo xu hướng ngày nay nha. Rồi khi chúng ta bỏ SIM vào á, thì chúng ta bỏ vừa với cái lòng của cái SIM này, bởi vì một miếng này là nguyên một miếng vàng mà nó chừa đúng một cái khay SIM trong ô này thôi. Thì khi chúng ta nhét cái SIM Nano của chúng ta vào thì nó sẽ vừa khít, và chúng ta sẽ để ý là cái khay SIM luôn luôn thành cái mặt SIM luôn luôn nằm ngược với màn hình. Chúng ta xỏ xuống, tức là cái SIM, mặt SIM nó sẽ đi ngược ra phía sau á. Chúng ta đẩy vào. Lưu ý, một lưu ý rất là cần thiết ở chỗ này là khi chúng ta kéo cái lẫy để mà kéo cái lẫy để cái chốt SIM, cái miếng SIM nó trồi lên á, thì chúng ta phải giữ nguyên vị trí này, cái lò xo lẫy này chúng ta phải giữ nguyên. Nếu như chúng ta đẩy cái lẫy này lại sát vô cái thành của vỏ thì chúng ta nhét cái khay SIM vô sẽ không được, nó sẽ bị kẹt cứng, và nếu như chúng ta đẩy mạnh nó sẽ bị gãy hư.
chúng ta lưu ý là khi đã tháo khay SIM ra rồi thì nhớ là giữ nguyên vị trí đó, đừng có đẩy vô, mà chúng ta giữ nguyên và nhét cái khay SIM vào trước, sau đó nó tự đẩy vào. Mình kỹ hơn thì mình lấy tay mình đẩy thêm một cái vào nữa sau khi nhét khay SIM xong. Đó là những cái lưu ý mà nhiều quý khách đã dùng một thời gian dài nhưng mà ít thao tác nên lâu lâu sẽ hay bị quên và dẫn đến tình trạng dễ bị lỗi do mình cách sử dụng bị sai. Cho nên là quý khách sẽ lưu ý dùng kỹ lắm nha. Rồi, khởi động thì ở trên nút nguồn trên đầu sẽ có một cái nút khởi động. Chúng ta sẽ nhấn vào giữ vào tầm cỡ 3 giây, rung một cái, chiếc điện thoại sẽ khởi động lên. Bởi vì Kỳ Lăng đang review chiếc sản phẩm này bằng thực tế nhất nên Kỳ Lăng xin phép là không dùng bao tay. Quý khách đang coi qua video nhưng mà quý khách sẽ cảm nhận được giống như là chúng ta đang coi thực tế tại showroom vậy, cho nên Kỳ Lăng xin phép không dùng bao tay. Bởi vì một sản phẩm đẳng cấp mình cầm thực tế trên tay mình cũng có thấy đồ đẹp, còn cầm qua bao tay á, nhìn qua video nhìn sẽ khó hình dung được về đẹp hay xấu, cho nên Kỳ Lăng xin phép trước ạ. Về chức năng thì chiếc điện thoại này nó là một chiếc điện thoại vừa là trang sức vừa là chiếc điện thoại chuyên để phục vụ nghe gọi, bởi vì nhu cầu hiện nay thì với cái nhu cầu hiện nay và cái sự phát triển của xã hội cũng như về công nghệ thì chiếc điện thoại smartphone là một chiếc điện thoại không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên đó cũng là một phần rủi ro về bảo mật cho thông tin cá nhân của chúng ta. Vì vậy để mà an toàn thì chúng ta nên có một cái điện thoại phổ thông để chúng ta chuyên nghe gọi. Và với sự sang trọng cũng như là giá trị của chúng ta thì chắc chắn sẽ chọn một chiếc điện thoại phổ thông nó tương xứng. Thì chính vì vậy chiếc điện thoại Vertu là một trong những chiếc điện thoại vừa là chuyên phục vụ nghe gọi, vừa là chuyên về nó là một cái sản phẩm trang sức nữ trang. Với tính năng chuyên nghe gọi và thời lượng pin cũng tương đối ok. Có nghĩa là một chiếc điện thoại smartphone vừa làm việc, vừa nghe gọi, vừa thao tác chat mail, tất cả mọi các công việc dồn hết vào một điện thoại thì cái thời lượng pin của máy cũng sẽ nhanh giảm và nhanh xuống pin, nhanh hết pin nên bắt buộc chúng ta sẽ sạc hoài. Thì chúng ta sẽ chia ra làm hai, một cái điện thoại để chuyên phục vụ công việc hoặc là một cái iPad, hoặc là một cái điện thoại để chuyên nghe gọi thôi, thì sẽ đảm bảo được cái thời lượng trong công việc của chúng ta hàng ngày nhiều. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng, ủng hộ Kỳ Lăng, và hãy đồng hành cùng Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube này, like, theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kilangluxury.com, có thể gọi trực tiếp hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ tất cả những gì liên quan đến những dòng sản phẩm đẳng cấp luxury, đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.